Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Giang cúi đầu trước Tập Cận Bình trước khi ngồi vào ghế. Phải nói rằng dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhân dân chịu uất ức rất nhiều. Không phải chỉ dân oan mới uất ức mà những ai yêu quý mảnh đất hình chữ S này cũng uất ức. Bởi chủ trương của Đảng Cộng sản là nhịn để mua lấy sự bình yên cho Đảng. Bao nhiêu năm nay, Đảng đang luôn hô khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước. Mỗi khi 30 tháng 4 đến, tuy nhiên xét cho cùng thì Mỹ cũng chẳng lấy một tấc đất nào của đất nước. Đã vậy hiện nay, Mỹ là thị trường mà Việt Nam kiếm nhiều ngoại tệ nhất. Khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm đã chảy về Việt Nam. Trong khi ấy, Đảng luôn xem Trung Quốc là bạn, thì nay Trung Quốc ngày càng trắng trợn lấn tới gặm nhấm lãnh thổ Việt Nam. Vào năm 1974, từ Hoàng Sa và năm 1988 thì Trường Sa, và điều đang nói là đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc đang áp đặt lên đã làm Việt Nam mất gần hết lãnh hải truyền thống trên Biển Đông. Việt Nam là quốc gia hàng trăm triệu dân. Tuy là nhỏ hơn Trung Quốc, nhưng việc bắt nạt quốc gia trăm triệu dân không phải là dễ dàng gì đối với Mỹ, chứ đừng nói đến Trung Quốc. Ý thức được phận nước nhỏ, nhân dân không ủng hộ việc gây hấn với Trung Quốc, nhưng nhân dân cũng đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải có sự cương quyết, chứ không thể cứ nhường nhịn, chịu đựng, hễ người ta lấn tới là âm thầm nhường cho để mua lấy bình yên cho Đảng và để các đảng viên họp đại hội yên thân. Sự hèn nhát của quân đội Việt Nam thời nay không phải là vì lính hèn, cũng không phải vì sĩ quan hèn, mà sự hèn nhát đó nó hiện diện ở những con người có quyền lực cao nhất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, mẫu lãnh đạo nhẫn nhịn để mua lấy sự an toàn. Ở đất nước này, người có quyền lực lớn nhất là ông Nguyễn Phú Trọng và cũng là người có quyền lực cao nhất về mặt Đảng đối với quân đội. Ông Nguyễn Phú Trọng thì nhân dân không ai xa lạ gì. Chính ông đã nhờ kết thân với lãnh đạo Bắc Kinh mà từ đó ông có được sức mạnh vô đối ở chính trường và ông đã loại sạch phe miền Nam ra khỏi Đảng. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam xem mình là Đảng Cộng sản đàn em thì chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang xem mình là đàn em hoặc là học trò của ông Tập Cận Bình. Cũng vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký tới 27 văn kiện bí mật với Trung Quốc. Sự nhu nhược của quân đội Việt Nam từ nhiều năm qua bắt nguồn từ con người đó chứ không có từ ai khác cả. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng lại tham quyền ở lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 trái với đường lối của Đảng, thì quân đội Việt Nam do tướng Phan Văn Giang cũng chẳng khác nào thời Ngô Xuân Lịch hay thời Phùng Quang Thanh. Kiểu mẫu Phạm Bình Minh biết sợ trước thiên triều thì đổi lại số phận được thay đổi. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74, ông Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu 15 phút nói về vấn đề an ninh Biển Đông. Nếu phát biểu 15 phút thì có thể nói ông Phạm Bình Minh đã nói được khoảng 3.500 từ. Được biết, tính đến lúc ông Phạm Bình Minh phát biểu thì Trung Quốc đã có nhiều tháng quần thảo các cơ sở khai thác dầu của Việt Nam trên Biển Đông. Ấy vậy mà trong khoảng 3.000 từ nói liên tục, không có từ nào ông dám nhắc đến tên của Trung Quốc. Và thậm chí sự đe dọa bằng quân sự ở Biển Đông của Hải quân Trung Quốc cũng được ông Phạm Bình Minh nói nhẹ nhàng rằng sự cố. Ông Phạm Bình Minh đã hành động rất mất lòng tin của nhân dân. Ngay sau khi hiện tượng câm nín tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Phạm Bình Minh đã bị rất nhiều người dân trong nước và hải ngoại chỉ trích và lên án dữ dội. Tuy nhiên, thái độ nhất quán của Phạm Bình Minh là im lặng, chấp nhận chịu nhục để mưu cầu việc khác cho bản thân. Hành động của Trung Quốc lúc đó được ví dụ như anh cướp xem thường luật pháp, xông vào nhà ông Việt Nam đòi lấy cái này, lấy cái kia, và mà Việt Nam thì không dám tố giác, hoặc dù xung quanh đã có rất nhiều người mà Việt Nam có thể tìm kiếm sự hỗ trợ và ủng hộ từ họ. Ít nhất là hỗ trợ tiếng nói để cho kẻ cướp chùn tay đi. Vào năm 1979, Việt Nam đánh cho Trung Quốc phải rút lui. Vào năm 1990, sang thuần phục nhận làm phên dậu chư hầu. Đó là sách lược của rất nhiều đời Tổng Bí thư. Từ thời ông Nguyễn Văn Linh cho đến nay, Việt Nam đã đi 1/5 thế kỷ và thế kỷ 21 rồi, nhưng đối ngoại vẫn quỵ lụy, vẫn còn duy trì. Để rồi ông Phạm Bình Minh đi theo lối mòn ngoại giao đúng như vậy. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, người chọn cách cúi đầu trước Trung Quốc. Kết quả thì sao? Hiện nay ông Phạm Bình Minh đã được nâng lên chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, vị trí mà cách ghế Thủ tướng chưa đầy một gang tay. Đó dường như là một phần thưởng cho những con người chỉ biết cúi đầu trước ngoại bang phương Bắc. Ông Phạm Bình Minh khác với cha của ông. Cha ông là người ngẩng đầu, còn ông Phạm Bình Minh là người cúi đầu nên leo cao hơn cha mình trước đó. Thực ra nhiệm vụ đi phát biểu là ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò Chủ tịch nước phát biểu, chứ không phải là ông Phạm Bình Minh. Bởi nếu ông Nguyễn Phú Trọng đi dự Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc Đại hội đồng ở Liên Hợp Quốc tại New York, ông ta chắc chắn cũng phải nhận rất nhiều phản ứng của dư luận bởi không mấp máy nổi một từ về Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã né, hoặc ông muốn đẩy ông Phạm Bình Minh đi để xem ông Phạm Bình Minh có biết thuần phục Trung Quốc hay không. Ông Phan Văn Giang đã học theo mẫu hình Phạm Bình Minh. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 diễn ra tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này trình bày một nội dung về Biển Đông, diễn biến căng thẳng và thách thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đã nhiều năm nay, đã nói đến vấn đề Biển Đông là nói đến vấn đề về yếu tố Trung Quốc. Mà yếu tố Trung Quốc ở đây không phải để hợp tác làm ăn mà nói đến chủ quyền quốc gia. Với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Giang cho hay Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh giữa các cường quốc tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển, trên đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Đánh giá về bối cảnh tình hình, Thượng tướng Phan Văn Giang cho hay môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, thực dụng, cường quyền và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Việc chạy đua vũ trang, không gian chiến lược mới đặt ra những thách thức mới đối với hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, nhất là nước nhỏ đang phát triển. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang đã làm theo cách mà ông Phạm Bình Minh đã làm với Trung Quốc. Nói chung, ông Phan Văn Giang nói rất nhiều bằng những ngôn từ quen thuộc. Tuy nhiên, lại một lần nữa, người đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam làm công việc đã cúi đầu trước ngoại bang y hệt như ông Phạm Bình Minh cách đây 2 năm. Ông Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đã được Đảng phân công nắm ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong những ngày sắp tới. Không biết đối với quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nếu tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, căng thẳng thì họ mừng hay họ buồn? Dường như những ai tỏ thái độ thuần phục là mừng vì là cơ hội để thể hiện sự phục tùng. Họ biết buồn khi và chỉ khi họ biết xem quyền lợi của đất nước vượt lên quyền lợi của đảng phái. Thời đại công nghệ 4.0 thì khoa học cũng đã phát triển. Được biết vào năm 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chi tới 7,2 tỷ đô la cho quốc phòng, một chi phí rất cao. Đó sẽ là cơ hội để Đảng Cộng sản Việt Nam không cúi đầu. Tuy nhiên, với tư duy nô lệ, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn phải cúi đầu. Và câu hỏi đặt ra là Đảng đã cúi đầu thì đảng viên làm sao mà thắng? Tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm này ông đã có cấp tướng và trách nhiệm của ông cũng rất lớn. Ông hiện là Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Và Biển Đông đang có những diễn biến rất căng thẳng và phức tạp, đặt ra thách thức lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông như vùng tranh chấp, vùng chồng lấn, vùng chưa phân định rõ ràng, vùng nước lịch sử, vùng đánh cá, thềm lục địa, vân vân, chưa giải quyết được. Trước sự e dè không dám nhắc tên Trung Quốc thì điều đó cho thấy quốc phòng Việt Nam lại một lần nữa có ông Bộ trưởng nhu nhược, mặc dù ông xuất thân thi Bộ Tham mưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thống nhất bầu ông lên đến như thế. Từ không dám nổ súng đến cảnh cáo, không dám nhắc đến Trung Quốc và không dám kiện Trung Quốc các lãnh đạo Việt Nam đã khiến Bắc Kinh không chỉ càng ngày càng coi thường vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, mà còn giành quyền ưu thế vượt mặt Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động vận động quốc tế. Cũng là nguồn cơn này đã khiến Bắc Kinh tự tin và ngạo mạn khi đưa ra tuyên bố mang tính khẳng định về vùng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị khóa mới cũng sẽ không thay đổi chính sách với Trung Quốc. Kể ra, ông Phan Văn Giang cúi đầu cũng là phảo. Nếu không biết cúi đầu thì ông đã không thể leo lên chức cao đến như vậy ngày hôm nay của Việt Nam. Nói là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng sắp tới ông Phan Văn Giang cũng sẽ chẳng làm gì khác so với những người tiền nhiệm trước đây. Ở chế độ này, một khi Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà cúi đầu thì nó cũng như cái khung buộc các Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng phải làm theo. Cứ mỗi nhiệm kỳ, Trung Quốc lại cứ kéo giàn khoan, kéo tàu hải cảnh xua quân dân quân biển xuống Biển Đông để nán gân Việt Nam. Tuy nhiên, nếu họ gặp phản ứng trong Bộ Chính trị yếu ớt thì chắc chắn họ sẽ lấn tới. Tướng Phan Văn Giang dù nắm Bộ Quốc phòng nhưng khó mà ông có thể cứng rắn cho được. Vẫn theo thông lệ là kiêng cữ, chữ Thiên Triều, chữ Trung Quốc để tránh rủi ro cho sự nghiệp của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 với bản tin Phan Văn Giang cúi đầu trước Tập khi ông ngồi vào ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.